Nhưng bây giờ hãy cầm điện thoại lên. Tất cả vận mệnh, chuyện tình yêu, tình cảm, con đường tình yêu này sẽ thuộc về bạn. Xin mời. Một người phụ nữ luôn khao khát có được hạnh phúc thì bạn nghĩ xem sẽ cưng, thương, yêu chồng mình như thế nào? Vật chất cưng không còn quan trọng. Và bây giờ ngôi sao tình yêu sẽ tiết lộ kết quả mà Adam Hải dành cho chị Mỹ Phương. Có đồng ý trao cơ hội hay không? Tan vỡ trái tim rồi. Như vậy Adam Thái không đồng ý. Tại sao vậy ạ? Không thể được. Tại sao là Thái lại phủ nhận tình yêu của mình chứ? Trời, chui chui xuống rồi. Thôi. Trời, chị Phương. Đây là một trường hợp lạ chứ. Được không vậy? Phương, đâu rồi? Adam, giúp chị ấy đi. Trời ơi, mẹ chị leo được không vậy? Tại sao lại không đồng ý tình yêu của mình? Giờ nè, bốn mặt một lời nè. Đó. Đây. Là gì núp? Hả? Trời nè, ơi. Có gan không đồng ý thì có gan giải thích đi. Em đứng về phía chị đó chị Phương. Giờ sao? Tại sao mà hai là phủ phàng như vậy? Quay lại. Mình không cần gì hết, mình chỉ cần một tình yêu chân thật thôi mà. Sao thấy khó khăn quá đây. Giống như cái lời mà hồi nãy mà em đặt tên cho chị á, là lời chưa nói á. Có nghĩa là em cần những cái lời nói nữa. Em và chị chưa có hiểu nhau đâu. Trước đây em có duyên quen những người mà người ta từng đổ vỡ, thậm chí có một hai đời con. Đến với ai em cần nhất là cái sự thương, thương người ta để bao dung cho người ta. Nhưng mà em đều nhận lại là một cái sự tồi tệ lắm. Thật sự em mất niềm tin. Những gì chị nói em chưa dám tin. Nên em cần khoảng thời gian. Không quan trọng chuyện tuổi tác hay là đẹp xấu hay thế nào cả. Đến đây em cũng cần một phép màu. Phép màu có nghĩa là đôi khi nhìn nhau bằng ánh mắt đầu tiên. Em đơn giản lắm. Em không muốn phức tạp nữa. Tại em biết quá nhiều cái điều phức tạp rồi. Càng biết về nhau càng quá nhiều, càng hiểu về nhau quá nhiều, nó không còn là tình cảm thật. Giống như chị khi hồi nãy chị nói qua quá nhiều về chị, làm cho em cảm thấy nó không còn là đến với nhau bằng tình cảm thật nữa. Mình cũng tạo dựng ra được một cái spa, với là hả, mình cũng làm chủ được một thương trường, một căn nhà cho con, với là hả, căn biệt thự mình ở thôi. Xe hơi thì kêu lính nó chở đi thôi. Như nếu mà chị không nói gì về chị hết, có thể em sẽ chọn chị. Em nghĩ như vậy nè, mình nên thông cảm cho nhau. Giống như chị đã nghe những lời đầu tiên ảnh chia sẻ ngay từ đầu chương trình là Adam Thái đang muốn xóa bỏ đi lời nguyền. Thật sự đây là một lời nguyền khủng khiếp đối với một người sống chân thành vì tình yêu. Rất nhiều lần bị thất bại và bị ruồng bỏ. Còn Adam Thái cũng phải thông cảm cho chị. Mỗi người là mỗi cá thể khác nhau. Nếu như chúng ta quơ đủ cả nắm, đánh đồng hơn tất cả những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, xinh đẹp, quyền lực và tài năng, thì thật sự là hơi bất công như chị Mỹ Phương. Em hiểu được chị cái tấm lòng của chị lắm. Nhưng mà thôi, xem như là hôm nay mình có duyên gặp nhau, nhưng lại thiếu đi cái nợ chị hen. Thôi thì mình làm bạn được không ạ? Nè, bắt tay cái bạn hũ được không nè? Bao cao su Time Top mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.